Hôm nay tụi mình sẽ chơi block food, tuy nhiên combo của tụi mình sẽ được chọn ngẫu nhiên bằng những chữ cái. Nếu như mình quay trúng chữ cái nào thì phải sử dụng combo theo chữ cái đó. Tự chát quỷ, kiếm và cho đến... Và đương nhiên rồi, ai đạt được 5 điểm đầu tiên sẽ trở thành người chiến thắng. Cho em một trái gì mà nó W hết sức có thể nha. Ý em là chữ W hả? Không, không chơi W. Ôi ơi, trái chữ phúc. Em à, cái này là phúc hả? Gì có trái phúc sao không có ta, trái fail cành đó men. Trái cành à, trái flame. Dụ mình ơi. Ừ, thông minh như ta, trời. À, em có thể trang bị súng với kiếm tùy em muốn luôn nha, ý là chữ F á. Alright, thì đương nhiên bây giờ sẽ tới vòng quay của mình. Tại hôm nay mình cho Vidac quay trước để đổi gió các bạn ơi, chứ bình thường mình quay trước thì ăn hiếp nó quá. Ui, Vidac. Ủa, V là gì ta? Ôi ôi, hình như anh biết chữ V là gì đó nha. Đây rồi. Ủa, em xài súng gì vậy? Fling block. Ôi, ghê vậy. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, bắt đầu đây. Mày bắn ai vậy phố? Ủa, kỳ vậy? Sao chế Venom này yếu vậy ta? Có 1000 mấy ra. Ui, kinh gờ nổ. Mày đọc. Ui, da. Đừng. Ê, từ phút mới vô mà. Mới vô mà em làm căng vậy phố. Sao vậy ta? Sao đánh không trúng gì vậy? Em xỉn rồi. Bác xỉn. Chưa đâu, coi sức mạnh thôi. Ây da. Ây, đừng có ép anh nha Phúc. Lại này, em ép nè. Nè. Em bị dính độc, em chưa kịp cầm nữa là nó tự biến mất rồi. Chưa sao, trời với chết mẹ nè. Ui, ghê vậy. Ở dính độc hỏi chết rồi các bạn. Chạy rồi. Chạy, cái này gọi là lùi lấy đà mà ta. Nè, chạy đâu. À, dính độc sắp chết luôn rồi chứ. Ủa, anh có quýnh em đâu? Em có, em bị dính độc rồi, sao em lăn ra chết thì ta. Thử địch không cũng chết nữa mày đất. Thằng này nó vô duyên mà cố bắt luôn. Ok, tới vòng quay thứ hai nha các bạn. Và đương nhiên, đây sẽ là vòng quay của Vidac. Để xem coi Vidac sẽ ra được chữ gì đây. Chữ... chiếc bom. À, xàm nữa. Anh dụ mình hoài luôn. Trái Blizzard. Ồ, sao em thông minh dữ vậy? Anh không nghĩ cho cha đâu luôn á. Trái Blizzard nữa cũng không có áp lực đó với mình ha. Ôi, đừng mà. Đừng. Trái. Kha. Rồi ha, biết rồi ha anh em. Mình thì cũng không thích ăn hiếp kẻ yếu đâu, nhưng mà game nó bắt mình phải làm như vậy rồi. Ok, combo của mình lần này chính là Kitsune, Kabucha và Katana. Hơi phèn ha. Mày. Rồi, vô luôn rồi đó. Mày. Xài kiếm đi. Lộn nút. Nè. Phúc ơi. Ủa, sao kỳ vậy? Mày xạo hả phố? Dạ, đau, đã chiều đó quá đau luôn các bạn. Cái sune mà sao không đau được? Né hộ. Ui, kỳ vậy? À, cái chiều này sao né ta, khó chịu vậy. Ui, đồ men. Áo phim. Mẹ bắn chi xe nè. Bắn chi xe hay không biết mà. Biết. Dạ mới bắn nè. Ôi, hụt lắc luôn rồi. Yes sir. Mạnh đó. Mày. Trời ơi, ảo bắn hụt lắc luôn, đứng yên mà cũng bắn hụt lắc nữa. Rồi, chết nè. Ủa, xong trúng. Nè, đánh mình ba bốn cà đàm mà khi không trúng, tao đâu mày. Sao không trúng gì vậy ta? Ai là ông chùm BMW đó phố Việt Nam? Má lơ lạ có một chút thôi mà combo mình không chạy được luôn à. Ok, đến vòng quay thứ ba. Lần này thì Vidac để coi có lật kèo như video trước hay không nha. Trái W kìa. Trái T, lại trái gì ta? Đề rác. Hay vậy. Rồi, thì bây giờ sẽ đến với vòng quay của mình. Thì như video trước các bạn thấy rồi đó, Vidac xài cái T-Rex thì không áp lực cho lắm, nên là mình cũng không quan ngại về vấn đề này nha. Trái chữ H. Rồi, bây giờ mình sẽ tải H về quýnh với Vidac nha. Nhưng mà sao hồi ngồi nghiên cứu thì chữ H nó lại không có trái gì hết các bạn ơi, là sao vậy? Mình phải tải H gì thiệt hả? Thôi, thì do trái H không có gì hết nên là mình phải sử dụng trái Rocket nha. Chơi công bằng các bạn ơi. Phúc nó chỉ xài trái T-Rex thôi mà đúng không? Rồi, vô nè, anh đâu xài em đâu. Mày. Ủa, sao không trúng như chân vậy? Quả tiễn. Ui. Kinh chưa. Thằng này nó tiếp cận mình các bạn ơi. Này nó chơi chiêu tiếp cận. Chơi cái trò tiếp cận nó là không đẹp nha bố. Chọt ghê vậy. Mà không mất miếng máu là cũng chọt nữa mọi ơi. Mày chọt. Mày hay lắm. Mày chọt. Mày hay lắm, mày đứng lại. Cày rồi, chạy không két mà quýnh không trúng cái nào cay rồi. Các bạn coi nó sky các bạn. Sơn Tùng MTP hả? Mày cay.
Thốn chưa, thốn chưa, thốn chưa. Gãy, gãy, gãy. Gãy, 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 gãy. Chịu sao nổi các bạn. Chỉ biết Sky thôi, chỉ biết Sky thôi. Ôi nó nhèo quá, nhèo quá. Giờ hơi bật chỉ ra. Biết Sky thôi. Chấp thôi các bạn, chấp thôi. Ôi các bạn ơi, thấy gì chưa? Lần đầu tiên trong lịch sử trái Rocket chiến thắng cho T-Rex trong vòng 30 giây. Lần này phải gán là kèo nha, 3-0 rồi đó Phúc. Em làm trận đấu kịch tính xíu rồi. Trời ơi, rồi. Ơi, mạnh đó nha. Y là trái gì trời? Y là trái băng á. Các bạn bây giờ không trái băng á, nó có thể quýnh thường được. Nên là mình cũng hơi gán gán nha. Lần này mong là ra trái đó mạnh mạnh tí. Ui, ui, trái, trái R là... Rocket. Ủa là sao? Có trái Rubber này các bạn ơi, mình không xài với Rocket nữa đâu. Nghĩ sao vậy? Ok, combo mình lần này đó chính là Rubber cùng với Ren Goku nha. Để xem Vidac có chiến thắng mình hay không đây. À, làm nó gì bắt gì đầu đi lên. Nó bắt đầu đi lên. Nó bắt đầu đi lên. Bắt đầu. Mày. Ai, mày. Trời. Tính chơi ăn gian rồi đó mày. Dạ dạ làm gì vậy? Khùng quá Phúc. Khùng quá Phúc. Khùng quá Phúc. Ui ui ui. Thằng này cũng có Ken à. Thằng này cũng có Ken à. Nè nè ui. What the fuck? Bay nhanh vậy? Kimat, Luffy, Gomugamono. Aya, aya, Flee, Flee, don hit me. Đừng làm anh đau. Aya, đừng làm trái tim anh đau mà Phúc, đừng làm trái tim anh đau mà. Đừng. Mày. Chạy ơi, chạy thôi các bạn ơi. Mày xạo. Trở sao nổi phần này. Aya kỳ vậy. Aya gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Cứu. A! Gì. What? Hướng dẫn các bạn cách đánh bại về đất nha. Đừng bị ban thầy. Đừng. Bye bye. Ui. Cái đầu em bị cắt thiệt nè. Để em chụp hình. Ủa bị cắt thiệt luôn hả? Bị ban luôn các bạn à. Bye các chị. Mình mới bấm có đúng một cái không mà bị ban luôn nè các bạn. Gục lóc cỡ này làm gì căng quá các bạn ơi. Nó coi mình đánh với là ảnh á. Video này hay quá, bởi vậy gục lóc cũng phải theo dõi mà. Một pha nghịch ngu đi vào lòng đất của Vi Đắc các bạn ơi. Lần này nó rút kinh nghiệm nha. Thắng cũng phải gọi là gọi cái gì đấy. Crazy Lion. Trái chữ C. Trái C. Trái chớp. Hay. Hey. Tính ra Vidac nó cũng thông minh phết các bạn ơi. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ quay ra chat rồi. Ê. Yes, Leo Bat chắc chắn là như vậy rồi. Rồi xong mày vừa bị ban mà vừa bị ăn đập nữa các bạn. Chưa chắc đâu, phan nha. Chấp em anh không xài kiếm, không xài luôn á, vô nè, chơi vô. Rồi, vô đi. Ok, vô. Biến hình lấy lợi thế các bạn ơi. Ê, làm gì ở đâu vậy? Đi đâu vô Phúc? Ồ dạ, ghê ha. Né là được, cái trái này các bạn chỉ cần né một xíu là được. Rồi là nó sao hết né, chiều. Rồi sao né. Rồi nó hết chiều, cái lúc mà nó tao hết chiều. Tao quýnh thường mày chết luôn nè, Đừng có nói nhiều Phúc ơi, quýnh thường chết luôn nè Phúc ơi. Bây tiếp cận quýnh thường thôi, tiếp cận quýnh thường thôi. Bây giờ không gian hẹp mới được các bạn. Tiếp cận quýnh thường thôi. Mày. Ngón tay. Trái quỷ khó đánh quá. Chạy đi đâu con sâu. Chạy đi đâu con sâu. Được các bạn, mình vẫn thắng được các bạn. Thắng không? Thắng bằng niềm tin thắng à. Thắng được. Sao đau vậy? Sao quýnh con cái mà đau vậy? Thắng được các bạn. Đau Phúc ơi. Đau quá Phúc ơi. Cầm cái kiếm sao mà hắn nổi các bạn. Ok, đến với trận đấu tiếp theo. Để xem coi lần này Vidac nó sẽ ra chữ gì đây. Ê, chữ T. Ôi, mà nãy xài T-Rex rồi nha. Thì sao, vẫn được xài chứ. Hồi nãy xài trái Rocket rồi, không được xài Rocket nữa đó, mới thôi em đó. Thôi thì coi như cho Vidac xài trái T-Rex đi các bạn. Chứ không lẽ giờ mình ăn hiếp Vidac đúng không. Nè, giờ đợi em coi anh sẽ ra được chữ W. Wow. Để coi W sẽ có cái gì nha bạn. Đầu tiên sẽ là Warden Sword. Một cái kiếm mình hay sử dụng nhật, một trong những cái kiếm mà gọi là có nhiều lỗ bung nhất trong Blackwood luôn. Và đến với trái quỷ nha, chữ W thì sẽ có trái sao không có trái gì chứ nhỉ? Quay giờ đừng nói là mình phải sử dụng cây Warden Sword để đánh nhau với đất nha. Nãy em dùng trái T-Rex rồi nên giờ em sử dụng Tushita. Ủa, sao không xài trái T-Rex ơi? Em chấp anh thôi, kiểu pro mà. Ha, muốn solo đấu kiếm à, Rồi bắt đầu đi. Ai mà đấu kiếm nghe gay sao? Kiểu gay cấn á nha, chứ không phải là bắt đầu. Let's. Ủa, what the fuck, chiêu gì vậy? Trời ơi, đánh cũng hụt. Chiêu gì vậy? Ôi, what the fuck, chiêu gì? Tạo đống xé nhìn dễ thương quá vậy. Cây qua đằng Sword này vô hại vãi đúng rồi. Coi chiêu anh kìa, what the fuck. Quýnh thường mày luôn, giỏi vô quýnh thường nè. Ây. Okay, mày. Ây da, đừng hút anh nữa. Còn chiêu gì nữa không?
còn chiêu gì nữa không cu? Dạ dạ đau quá vậy, đau vậy, đừng 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 chọt anh nữa. Đứng lại, đứng lại. Nè nè, giỏi thì đứng yên nè. Giỏi, giỏi thì đứng lại đây. Solo, solo với anh nè. Lướt gió. Lướt gió vậy. Chọt, 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 chọt ai phút, chọt ai phút. Ê, ê, Diệu Phúc, Diệu Phúc. Cái gì à, sao em đánh anh không trúng mà anh đánh em mấy phát một lần là chết rồi. Game lỗi ha. Ủa? Bữa nay mạng lỗi nên em mới hùa. Em hết vô game rồi, nó không cho vô game nữa. No way các bạn ơi, vậy video hôm nay mình chính là người chiến thắng. Bởi vì Vidax nó đã bị ban do easy. Ok, nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.